Út Huệ, người con gái suốt đời chờ đợi Bác Hồ. Út Huệ chính là người cuối cùng đưa tiễn Bác Hồ, khi đó là anh thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu rời bến cảng Nhà Rồng, rời khỏi Việt Nam, sang Pháp để tìm kiếm con đường cứu nước. Khi con tàu chở Nguyễn Tất Thành mờ mờ phía chân trời, Lê Thị Huệ chắp tay trên ngực nhìn theo, khấn trước đất trời. Bà Út Huệ tên thật là Lê Thị Huệ, có cha là một vị quan nhỏ. Bà Huệ là học trò của cụ Nguyễn Sinh Sắc, là bố của Bác Hồ. Khi còn ở Huế, hai đứa trẻ Nguyễn Tất Thành lên 10 và Út Huệ lên 8 vốn gắn bó với nhau vì tình đồng môn và càng gắn bó hơn khi cả hai đều sớm mồ côi mẹ. Cha đi thêm bước nữa, người mẹ kế của Út Huệ cay nghiệt, gia cảnh không mấy vui vẻ. Cho tới năm 1907, vua Thành Thái bị quân Pháp lưu đày, các quan trong triều nhiều người bị thuyên chuyển. Cụ Nguyễn Sinh Sắc thuyên chuyển vào Bình Khê, Bình Định làm quan. Còn Nguyễn Tất Thành, sau sự việc cùng học trò trường Quốc học Huế tham gia giúp những người biểu tình chống thuế giặc Pháp năm 1908 cũng phải rời Huế. Bà Huệ thì vào Sài Gòn và họ rời xa nhau từ đó. Sau này, Nguyễn Tất Thành từ Phan Thiết vào Sài Gòn, hai người gặp lại nhau. Đến khi Nguyễn Tất Thành lên tàu ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, ở lại Sài Gòn, Út Huệ vẫn dõi theo, đợi chờ tưởng như bóng chim, tăm cá. Mãi sau này, có những lần Bác Hồ nhờ người hỏi thăm tin tức của Út Huệ, hay tin cô Út Huệ còn sống và đã đi tu và không biết thêm bất cứ một thông tin nào nữa cả. Bác nghe xong rồi thở dài. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, một nhà văn tên Tùng trước ở cạnh Bác Hồ. Nhà văn này đã cùng vợ lặn lội vào Sài Gòn để tìm cô Út Huệ. Vợ chồng ông Tùng đã gặp cô Út Huệ năm xưa, nay đã là một cụ già hơn 80 tuổi đang tu hành. Ông muốn hỏi bà Út Huệ nhiều chuyện, nhưng ký ức của người già lại là người tu hành không dễ gì mở ra. Đột nhiên, bà Út Huệ hỏi nhà văn, ông ở cạnh cụ Hồ nhiều năm, có khi nào thấy cụ Hồ nhắc tới hai chữ tình yêu không? Ông Tùng kể lại câu chuyện, năm 1960, khi Viện Văn học dịch xong tập thơ Nhật ký trong tù, riêng bài mới ra tù tập Leo núi có câu, mây ấp núi, núi ấp mây, lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng, bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong, trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai. Khi nhà văn Tùng vừa đọc hết câu thơ, bà Út Huệ xúc động, à tôi nhớ ra rồi. Bà đọc tiếp luôn, nhớ ai, ai nhớ, nhớ ai, biển đông còn đó, non đoài còn đây, gìn vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Đúng cậu Thành rồi, cậu Thành vẫn không quên tôi. Và bà dặn thêm, khi nào tôi qua đời, ông có viết gì thì viết, còn bây giờ thì đừng viết gì cả về chuyện của tôi với cụ Hồ, người ta sẽ cho rằng tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Năm 1981, bà Lê Thị Huệ qua đời. Năm 1982, tác phẩm Búp Sen Xanh ra đời. Đến nay, năm 2015, cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng đến tay bạn đọc. Chúng ta đã hiểu rõ hơn về Út Huệ, người con gái suốt đời chờ đợi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành.